Ngày 16 tháng 1, tại Hà Nội, Vietinbank tổ chức hội nghị trực tuyến trong và ngoài nước, truyền thông về thông điệp năm mới 2020. Hội nghị do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ chủ trì. Tham dự hội nghị có ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Vietinbank, Ban kiểm soát, lãnh đạo chi nhánh và các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống. Tại hội nghị này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã tổng kết lại những kết quả nổi bật của Vietinbank trong năm 2019. Theo đó, bằng các giải pháp hiệu quả, năm 2019, kết quả kinh doanh của Vietinbank đã vượt các mục tiêu kế hoạch với lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11.500 tỷ đồng. Đồng thời, Vietinbank đã nâng cao tiêu chuẩn hoạt động đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin. Không chỉ thực hiện thành công nhiệm vụ kinh doanh, Vietinbank còn tự hào là một trong những ngân hàng có đóng góp tích cực và đi đầu trong công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Vietinbank đã cải thiện mạnh mẽ về chế độ chính sách, về tiền lương và đãi ngộ, điều kiện làm việc, nâng cao mức độ cân bằng công việc và cuộc sống của cán bộ, tăng cường cơ hội học hỏi và phát triển bản thân đối với cán bộ trong hệ thống. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã truyền tải thông điệp của năm 2020, đó là toàn hệ thống thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, đi đôi với tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động, kiên định và kiên trì với các nội dung của phương án tái cơ cấu, tăng tốc mạnh mẽ trong năm 2020, phấn đấu đạt được toàn diện các mục tiêu kinh doanh đề ra, tạo nền tảng vững vàng để thực hiện thành công chiến lược phát triển dài hạn Vietinbank giai đoạn 2021-2030. Thay mặt ban lãnh đạo Vietinbank, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Đức Thọ đã ghi nhận, biểu dương và bày tỏ lòng tri ân tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống Vietinbank đã nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt, xuất sắc các nội dung, mục tiêu kinh doanh và tái cơ cấu trong năm 2019. Xin gửi đến tất cả các đồng chí trong toàn hệ thống của chúng ta, cùng với gia đình của các đồng chí, luôn luôn mạnh khỏe, dồi dào về niềm tin và nghị lực, về sự quyết tâm để chúng ta tiếp tục thống nhất, tập trung cao độ để tiếp tục hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các kế hoạch mà chúng ta đề ra. Và chúc cho hệ thống của chúng ta sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công, thắng lợi to lớn hơn trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.